Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có rất đông người cùng đi với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ: Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa? thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế ai trong anh em muốn xây một cây tháp mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn xem mình có hoàn thành nổi không. Kéo lỡ ra đặt móng rồi lại không có khả năng làm xong thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế giễu mà bảo anh ta đã khởi công xây nhưng chẳng có sức làm cho xong việc hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng. Nếu không đủ sức thì khi đối phương còn ở xa, ác nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. đó là lời Chúa Anh chị em thân mến Cách đây không lâu tôi có dịp thăm một cụ bà Cũng 90 tuổi Bà ở một mình trong căn nhà khá rộng Và Bà đã bán hết tất cả Cho hết tất cả Chỉ còn có bộ ghế salon với cái tivi thôi Và ngạc nhiên là bà có nhiều người con Có người thì sống gần đó Có người thì sống ở một nơi khác xa hơn Và tôi hỏi tại sao bà không sống với các con của bà Thì bà mới nói chứ Mình già rồi cha Tôi già rồi Tôi không muốn làm phiền con cháu tôi nó cần phải lo cho gia đình nó, con cái nó. Bây giờ mình yếu, mình có thói quen của mình, mình có cái giờ riêng của mình mà mình bây giờ mình những cái mình thích nhiều khi nó không thích, rồi nhiều, nhiều những thứ nó thích thì nhiều khi mình lại không thích. Bây giờ mình ở chung với nó thì nó buộc phải lựa chọn giữa mình và với gia đình nó. Nên tôi thà ở một mình Lâu lâu nó thích thì nó tới nó thăm tôi Không thì thôi Không sao hết tôi có cuộc đời của tôi Chờ về với Chúa Còn hơn là để cho con Nó phải lấn cấn lựa chọn Giữa mình Với chồng Với vợ Và tôi rất cảm phục Cái suy nghĩ đó của bà Tôi biết là bà chắc cô đơn Buồn lắm và dĩ nhiên bà cũng khao khát ở với con mình nhưng bà quyết định hy sinh không phải là vì bà không thương con không muốn ở với con mà bà không muốn vì vì mình mà con mình phải lựa chọn lấn cấn và vì thế anh chị em có thể hiểu được cái lời nói của chúa và cái giá của một lựa chọn đi theo chúa trong cuộc đời chúng ta mới đầu chúng ta nghe bài tin mừng này chúng ta nghĩ rằng đây là bài tin mừng dành cho người đi tu thôi trước kia tôi từng nghĩ như vậy anh chị em cái này bài tin mừng này chỉ dành cho mình thôi người giáo dân đâu phải như vậy người ta phải có gia đình ta chứ sao bắt người ta phải lựa chọn theo chúa phải ghét phải dứt bỏ người thân của mình nhưng nếu mình suy nghĩ kỹ anh chị em theo chúa thật sự là cùng đích của đời mình và đời sống hôn nhân hay đời sống tu trì nó diễn ra trong hành trình theo chúa tôi chọn theo chúa qua đời sống hôn nhân tôi chọn theo chúa qua đời sống tu trì và nếu tôi lựa chọn như vậy thì cái lý tưởng về cái giá trị của việc theo chúa nó nằm trên hết và nó định nghĩa mọi lựa chọn của tôi nó quyết định trong cách tôi sống tình yêu hôn nhân như thế nào và tình yêu của tôi dành cho tha nhân như thế nào như là một người tu sĩ nếu người đó đi tu tôi lấy một ví dụ đơn giản thôi có lẽ ai cũng hiểu thôi ví dụ như có một số nhà dòng mà tôi làm tư vấn hồi tôi làm tư vấn ở bên ý đó anh chị em làm tư vấn tâm lý đó. có một số nhà dòng người ta rất khốn khổ, khổ với một số anh em của người ta, tôi không dám nói ở đâu khi đi tu mà thuộc một vài cái bộ tộc đó, anh chị em, họ thuộc một vài cái bộ tộc nào đó và khi họ đi tu họ làm linh mục rồi đó, thì họ cảm thấy họ có bổn phận phải lo cho cả bộ tộc của họ, nghĩa là bao nhiêu tiền của bao nhiêu những gì mà họ nhận được đó là họ về họ phải phân phát cho những người trong bộ tộc của họ trước Rồi mới tới nhà dòng Và mới tới những người xung quanh Và vì thế nhà dòng không thể nào mà tiến được Càng ngày càng rệu rạo và không còn cái gì hết Nghĩa là gì tôi làm linh mục là tôi phải lo cho cả làng Nói một đúng vậy Tôi phải nuôi cả làng của tôi Trong họ hàng nhà tôi Vì tôi là linh mục Vậy thì cái việc theo Chúa này Là người này theo Chúa vì gia đình mình vì bộ tộc của mình chứ không phải theo Chúa là vì yêu mến Chúa. Rồi bây giờ mình suy nghĩ trong đời sống gia đình cũng vậy anh chị em. Có khi nào mình lập gia đình, mình 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 lập mình theo Chúa vì lập gia đình thôi. Ví dụ như là tôi tôi muốn kết hôn với một người đó, và người đó có đạo. Và bây giờ nếu mà không theo đạo thì không kết hôn được. Vậy thì tôi kết hôn Tôi theo đạo Chỉ để kết hôn thôi Chứ không phải vì tôi theo Chúa Và tôi theo đạo sao Tôi theo đạo rồi tôi kết hôn được rồi Tôi không có sống đạo nữa Vậy thì cái việc tôi theo đạo đó Nó không có ý nghĩa gì hết Tôi không có thật sự theo Chúa Bây giờ một cái điểm xa hơn anh chị em Mà chúng ta hay gặp thường xuyên đó Là Mình theo Chúa nhưng mình vẫn mang nhiều bao bị Của tâm hồn mà tôi từng chia sẻ với anh chị em nó không phải là cái gì đó thấy được nhưng mà nó gì đó ở trong tâm hồn mình nó ẩn chứa trong tâm cảm của mình ví dụ như anh chị em có bao giờ thấy tự nhiên mình ra đường hay là mình làm trong công sở hay mình tiếp xúc với ai đó đó có một số người mình gặp lần đầu tiên mà mình đã không thích họ đúng không có một số người mình đã có dị ứng với họ khi mới quan sát tưởng chưa tiếp xúc mình đã không không thích rồi mình đã không không hợp người đó rồi hay là mấy cô hay nói nhìn mới nhìn là đã thấy ghét rồi ừ? đó tại sao vậy người ta có làm gì mình đâu người ta chưa kịp làm gì mình hết tại sao mình mới thoáng thấy người ta mình đã không thích thưa anh chị em về nghiên cứu người ta biết được rằng không có cái gì tự nhiên hết cái gì đó phải xảy ra với chúng ta trong cuộc đời trước đó, trong thời gian thơ ấu của mình, nó diễn ra trong cuộc đời của mình. Và từ từ nó thành một cái biểu tượng. Ví dụ như có người có cái biểu tượng là gì, tôi thấy người hay nói nhiều là tôi không thích. Nhưng mà nói chuyện với họ một hồi lâu sau mới phát hiện ra rằng là ở nhà người họ đó, người đó có người mẹ hay nói nhiều hay càm ràm hay la hay chửi có cái chuyện gì cũng lôi ra nói 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 rồi lôi từ đời ông bà nội mà ngoại ra nói cho tới người mệt quá chịu không nổi nên bây giờ bước ra đường mà thấy ai nói nhiều là thấy khó chịu rồi tại vì nhắc với mình sao ồ oh, cái người nào đó trong gia đình mình làm cho mình thấy bực mình nên bây giờ mình ra đường mình chắc chắn không bao giờ mình đi tìm cái người mà làm cho mình thấy bực mình nên thề trong cuộc đời tôi sẽ không gặp cái người nói nhiều Vậy thì Dứt bỏ ở đây là gì anh chị em Để có thể yêu thương được cái người Chưa kịp làm gì tôi Mà tôi đã ghét họ rồi đó. Thì tôi phải dứt bỏ Cái hình ảnh Cái biểu tượng mà làm cho tôi không thích Nằm trong tâm cảm của tôi Và nhiều khi chính cái đó Làm cho tôi ứng xử với người khác Một cách không công bằng Rồi một một chuyện này nữa anh chị em mà chuyện này tôi hy vọng nó không xảy ra trong đời sống vợ chồng mà tôi hay gặp lắm là ví dụ như có người hay ghen với vợ của mình ví dụ như là người vợ của mình mà cầm điện thoại lên nhìn là muốn biết cô ấy đang nói chuyện với ai đang nhắn tin cho ai đang làm gì à, sợ đến nỗi một người vợ cảm thấy ngột ngạt quá muốn đâm đơn ly dị và hỏi ra lý do tại sao mà anh như vậy à tại vì hồi trước trước khi cưới cô này về thì anh ta đã bị người bạn gái cũ phản bội phản bội với một người nào khác không biết rồi sau đó thì chia tay gần kết hôn rồi chia tay nên anh ta bị sốc và anh ta bị sốc đến mức độ mà bây giờ đến khi anh về sống với cô này cô này yêu thương anh ta một cách hết lòng lo hết mọi sự cho anh ta nhưng chỉ cần cô ta cầm điện thoại lên là anh ấy anh nổi máu đi anh, anh khó chịu lên anh bực mình anh khó chịu anh chịu không được và anh muốn cầm cái điện thoại đó để coi coi là à, nói gì với ai làm gì Hả? ghen đến lúc cô vợ sợ quá chỉ muốn thôi đường ai nấy đi cho rồi vậy thì tôi, anh chị em tôi đặt câu hỏi vậy có công bằng không thứ không tại sao vậy tại vì mình dùng cái kinh nghiệm của người trước để đối xử với người này nghĩa là gì mình mang vào trong tình yêu một cái chuyện chưa bao giờ dứt bỏ chưa bao giờ giải quyết được không công bằng vậy thì chúng ta thấy trong cuộc đời chúng ta mình ứng xử với nhau nhiều khi không công bằng nhưng mà cái bản chất của không công bằng đó là vì mình chưa dứt bỏ. Mình chưa giải quyết được và vô hình chúng mình giải quyết nó với người thân của mình. Và bây giờ anh chị em thấy khi làm môn đệ của Chúa nghĩa là gì? Nếu nhìn một cách sâu xa là mình được huấn luyện trở nên giống Chúa Giêsu yêu thương. Và Chúa Giêsu nói với chúng ta để yêu thương thật Anh phải có khả năng dứt bỏ Và xa hơn nữa là anh phải có khả năng dứt bỏ cả chính anh Chính mình Chính cái tôi của mình Tại vì khi mình gạt cái, cái tôi của mình ra rồi đó Thì mình mới có thể yêu thương người khác vô điều kiện và đó là Chúa Giêsu yêu thương chúng ta vô điều kiện không phải bằng quá khứ của mình Chúa không yêu mình bằng quá khứ của mình Chúa không yêu mình bằng những gì mình đã từng làm với Chúa Chúa yêu mình vì Chúa yêu thương mình Và bất chấp cho đến mức phải chết vì yêu thương mình Vậy thì hành trình đi theo Chúa là một hành trình tập dứt bỏ Để lựa chọn của chúng ta với Chúa nó không bị ảnh hưởng bởi bất cứ một cái gì khác Đó là điều Chúa muốn nói với chúng ta Và khi mình lựa chọn được điều đó rồi Thì mình sẽ yêu thương tất cả những người Chúa gửi đến với mình Như cách Chúa yêu thương Và anh chị em tưởng tượng nếu mà mình đến với nhau bằng tình yêu đó Thì còn gì bằng nữa anh chị em thấy không? Không còn gì đặc biệt hơn một tình yêu vô điều kiện Vì thế xin Chúa giúp chúng ta trong hành trình trở nên người môn đệ chúa chúng ta quay lại với cuộc đời của mình thử tìm hiểu xem mình còn mang cái sự khó chịu bực tức ở đâu trong quá khứ mà có thể mình dùng nó để ứng xử với người thân của mình còn cái gì đó đang lấn cấn trong tâm trí mình trong cách mình đến với nhau và mỗi khi mình nói mình lựa chọn chúa đó cái lựa chọn theo Chúa đó có phải là lựa chọn vì Chúa là Chúa hay lựa chọn đó vì một lợi ích nào khác. Vì nếu mình lựa chọn Chúa vì một lợi ích nào khác, coi chừng cái lợi ích đó mới là cái chính, chứ không phải Chúa là đấng mà mình muốn theo. Xin Chúa giúp chúng ta tiếp tục hoán cải con người chúng ta và để chúng ta thật sự là người môn đệ của tình yêu, môn đệ của Chúa Kitô, Thầy Chí Thánh của chúng ta. AMEN